Hello, xin chào anh em. Ngày hôm nay thì anh em mình sẽ bắt đầu vào học bài hóa chất. Hôm nay sẽ học thực hành, ngày mai sẽ học lý thuyết. Thì hôm nay sẽ học thực hành. Thì ngày thứ hai anh em hỏi trước, ngày thứ hai anh em đi cắt được đông khách không? Bên trường cắt đông không? Cắt mệt nghỉ đúng không? Và ngày thứ ba là hôm qua ngoài ngoài cắt đông có mưa không? Có mưa. Thôi, anh em cố gắng, thằng anh em học trúng thời điểm mưa này mà thì phải chịu thôi chứ. Cái đó là Cường không có biết được rồi đó, nó Cường không có biết được ngày nào mưa ngày nào không mưa được hết, nên hôm ra dự báo thời tiết nó cũng hên xui lắm, nên tới dự báo thời tiết nó báo ngày đó mưa thôi chứ nó không báo giờ nào mưa hết. Cái này thì anh em mình cố gắng, thì hôm nay thì Cường sẽ dạy cho anh em hai ba thứ luôn. Đầu tiên là uống con sâu, tại vì rất nhiều anh em làm rồi mà uống học rồi mà uống được, uống con sâu là một cái dạng. Thứ hai á là uống Bremlock. Dạng thứ ba á là uống Ruffer. Thì hôm nay mình sẽ làm ba dạng cả hết. Hôm nay là mình sẽ học uống nâng cao. Thì bạn nào cứ cái phần thật sự đây là một số cái dạng uống khó. Nhiều bạn sẽ hỏi là ồ em mới vô có vài ba bữa thì em học có được không? Thì câu trả lời là thực hành là không có vài ba bữa, hay là vài thằng học một tháng rồi nhưng mà nó chưa học thì nó cũng là tính là nó chưa học thôi. Có những bạn học 2 tháng rồi nhưng mà vẫn chưa học, tại vì chưa thấy bài thì chưa dạy thôi. Hôm nay Cường sẽ dạy lại chi tiết và hôm nay sẽ làm thiệt hết nha. Là đầu tiên là mình sẽ uống con sâu. Cái thứ hai là Remlock. Thứ ba là hôm nay mình sẽ học ba dạng uống Tetsuo, còn gọi là uống con sâu, Bremlock, Ruffer. Thì ba cái dạng này, Ruffer này còn gọi là uống lò xo, tại vì gọi lò xo thì nó quen rồi. Tại vì anh em biết vì sao gọi lò xo không? Tại vì quấn cái trục nó cứ xoắn vậy nè, nó như cái lò xo vậy thì người ta gọi là uống lò xo. Thì cái ba cái dạng này là thuộc chuyên mục là uống nâng cao, tại vì trong khóa học thường thường ở một số học viện thì người ta sẽ không có dạy, nhưng mà ở đây thì Cường sẽ dạy luôn để cho anh em được học luôn. Hôm nay là 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, cho cỡ 18 bạn. Thì hôm nay mình 18 bạn này sẽ được học ba cái dạng này là gọi là uống nâng cao nhé. Thì đầu tiên các bạn phải hiểu nè, uống con sâu, uống Remlock, uống Ruffer này thì kỹ thuật dùng thuốc nó như nhau, tại vì nó bắt buộc hai cái thằng này là xài thuốc nước, còn cái thằng lên này phải xài thuốc kem. Tại vì cái thằng này người ta còn gọi là có một cái tên gọi khác, người ta gọi là uống giấy bạc. Anh em có nghe tới chưa? Uống giấy bạc chứ không phải nướng giấy bạc nha. Uống bạc nghĩ tới mùa nhậu là uống giấy bạc. Thì cái khi mà cái uống giấy bạc này á, thì anh em mình sẽ bọc thuốc cái tóc á, trong cái cọng giấy bạc, và anh em mình sẽ siết nó lại, và cái thuốc nó ủ trong cái cọng giấy bạc đó thì nó làm cho sợi tóc nó bị quăng. Thì khi mà uống cái dạng này rồi, khi mà cuốn giấy bạc vô rồi á, thì mình không thể nào mà mình tháo cái quần giấy bạc ra mình châm thuốc lại thêm một lần nữa, không thể. Thì bắt buộc mình phải dùng cái thuốc là gì, 3 trong 1, tức là mình quất một lần, mốt chảy lên là quấn trục vô là lụm luôn, chứ không có được quấn đi quấn lại vài lần nữa, tại không có thời gian để cho mình quấn đâu ha. Cái thứ hai là uống Remlock. Uống Remlock này á với uống Ruffer này thì nó như nhau, tại vì nó dùng một cái loại gọi là kẽm nhung. À, kẽm nhung thì lát nữa anh em mình sẽ được thấy cọng kẽm nhung. Thì cái cọng kẽm nhung này á, thì khi mà mình uốn cái tóc, xiết cái tóc lên trên đầu của khách hàng á, thì các bạn phải lưu ý như này. Uốn kẽm nhung á thì mình châm nó giống như một cái trục vậy thôi, trục kẽm thôi, và mình có thể châm thuốc ra, châm thuốc vô bình thường. Châm thuốc vô, châm thuốc ra bình thường. Thì cái loại kẽm nhung này á thì mình nên khuyến khích dùng cái thuốc số 1 riêng, thuốc số 2 riêng, là hai cái loại thuốc nó tách nhau. Tại vì cái ưu điểm của hai thuốc tách nhau là gì? Bữa trước anh em có học rồi đúng không? Ưu điểm là gì? Nó bền hơn. Đúng không? Nó bền hơn với gì nữa? Hồi nãy mới định nói gì? Đúng rồi, cái thuốc mà thuốc số 2 mình dùng á, nó sẽ bền hơn cái loại 3 trong 1. 3 trong 1 là cực chẳng đã thôi, tại vì không có cách nào để mình dùng nó hết. Thì mình phải buộc mình phải dùng cái kỹ thuật đó thôi. Thì hôm nay để coi. Một Remlock có luôn rồi đó.
uống rút phở không? Chơi luôn. Ok, đúng nghiệp rồi, phải làm cho nó chắc chắc lên đúng không? Rồi cái đoạn này là con sâu đi, tại vì tóc còn dài, uống con sâu nó đẹp hơn. Làm tóc đã gọi là thợ tóc là mình bất kỳ cái gì mình không có sợ gì nữa. Tại là đã làm tóc mình không nên để cái tóc quá thường quá. Thì tất cả nhiều bạn nói là em giờ em quay lại em thấy cái hồi đó tụi em cái đầu của em sao nó vui vui sao anh Cường? Nó vui vui sao? Nó đứa nào học thời gian đầu cũng thấy mà sao thằng nào cũng đầu đinh hết. Đúng không? Em có từng đầu đinh chưa? Gần đầu đinh đúng không? À, còn mấy bạn này đinh rồi nè, đinh rồi nè. Đúng không? Hậu coi. Chưa. Lát rồi. Bạn gì đấy cũng đầu đinh rồi nè. Đúng không? Đinh hết rồi, phải qua giai đoạn này hết. Thì hồi xưa cơ học nghề cũng thấy thường nhiều màu trắng ấy, nên nó gãy tóc nên năm nay mình cũng cạo đầu trọc luôn. Trọc chứ không phải đinh. Thì những bạn nào mà tóc xưa còn nguyên zin không? Này kiếm khó. Ở từng chưa nhuộm chưa rồi gì hết chứ không còn nguyên zin đâu. Thì hôm nay thì anh em mình sẽ học trực tiếp ở đây. Cường sẽ làm hết cho anh em và hôm nay sẽ làm thiệt luôn, không có làm giả nhé, làm thiệt luôn. Thì bây giờ trước khi mà học cái bài này thì cần các bạn chuẩn bị những cái thứ như thế này nè. Thứ nhất là thuốc uống 3 trong 1 chuẩn bị nha. Giấy bạc, chén, cọ, bao tay. Thuốc uống 3 trong 1, giấy bạc, chén, cọ, bao tay. Xe đẩy, xe mỹ phẩm ha. Sau này các bạn mở tiệm cũng thế thôi. Thì các bạn sẽ khi mà mình chuẩn bị để đi mua phụ liệu á thì mình sẽ nhớ, ví dụ cắt tóc là nó cần cái thứ gì, đúng không? Uống tóc là nó cần cái gì, ống xay máy đó là bắt đầu mình đi mua ống uống. Rồi tới khi mà uống con sâu nó cần cái vật liệu gì mình mua. Là tất cả mình phải đọc, biết sao để đọc bây giờ, đọc trong cái combo menu của mình á, nó cần cái thứ gì để mà mình đi mua hết một lần cho đủ luôn. Thì trong cái giá dịch vụ của mình á thì mình sẽ quyết định hết. Cái giá dịch vụ sẽ quyết định là mình mua không bị sót. Còn ví dụ anh em mình chỉ ước lượng trong đầu và đi mua luôn luôn chắc chắn tình trạng, anh em sẽ nghe câu là tôi mở cái tiệm vậy chứ sao nó phát sinh ghê lắm. Tại vì Cường mở không phát sinh. Lý do tại vì sao? Mình quá kinh nghiệm rồi, mình mở quá nhiều tiệm rồi nên năm năm mình mua dường như không bao giờ bị thiếu. Không bao giờ bị thiếu. Từ chi tiết những cái đồ như kẹp vịt, những cái lược chia, lược đuôi chuột. Đó, những cái thứ này là anh em mình cần phải chuẩn bị đầy đủ hết trong để uống cái tóc con sâu này. Thì lược của chuột để làm gì? Rẽ tóc. Còn cái những cái thứ giống như là cắt tóc thì cần có kéo, rồi kẹp tóc cần có kẹp vịt, thì cái đó Cường xin phép Cường không có ghi. Tại hai cái thứ đó không nằm trong cái combo uống tóc, cái đó là do mình cắt tóc mình phải có rồi. Chứ đừng nói có thằng hở tóc mà không có kẹp vịt và không có kéo tông đơ thì lấy gì mà cắt nha. Thì cái này xin phép là Cường sẽ không bỏ qua đây. Đây là một mái tóc lúc chưa uống con sâu nha anh em nhìn trước và sau khi làm nha. Nha. Thấy rõ không? Đây là tóc đen tự nhiên, còn nguyên zin. Chưa phá zin nhé. Dạ, không phá. Rồi. Cái này anh em mình cắt nó vừa thôi để cho nó ôm cái phần tóc lại. Giờ tự nhiên ngồi nghĩ hậu cắt không được không? Nhớ mình, anh em nhớ phim Võ Tòng không? Nhớ không? Mình đang là gì ta? Gọi là Vương Ca Nương á. Anh em nhớ cái vai Vương Ca Nương không? Hả? Cái bà mà mai mối cho Phan Kim Liên á. Sao? Không, cái chức Vương Ca Nương nó nhường lại cho anh Thoại nha, em không nhận đâu. Anh Thoại nha. Em nào dám. Em có được ăn giọng húp gì đâu mà bắt em nhận. Em không biết đó nha. Sau này nhà ngươi đừng khui ta ra nha Hậu. Không, mới gọi Hậu là Tây Môn Khánh mới đúng. Nó tự cưa. Hả? Lâu ăn chào mai rồi mỗi giờ tự cưa. Hậu bây giờ đặt Hậu Tây Môn Khánh nè, hợp lý. Đó, thì bởi vậy em nói Hậu thích ăn Tây Môn.
Rồi mình cắt làm sao cho nó tự nhiên nhẹ nhàng thôi, chứ mình không cắt nó quá cao, anh em hiểu không? Nó tự nhiên thôi. Hôm nay đeo máy trợ thính ha anh. Dạ. Nói hơi nhỏ anh nghe. Rồi hôm nay em sẽ nói to nha anh em ơi. Thì đầu tiên anh em mình sẽ cắt nó gọn gọn thôi, chứ đừng có cắt nó sát quá. Đó, giờ anh em mình sẽ kê cái lược cao lên như thế này nè. Rồi anh em mình thấy chưa? Vừa thôi, không cho nó vẫn còn độ ôm. Chứ cái tóc này, thật sự cái tóc này chắc tóc tự nhiên của bạn ấy là nó đã ôm vô rồi, chứ nó không có gì bung. Anh em mình không cần phải cắt nó thường thường những cái tóc bung á, là một mình chừa dài mình ép sai, còn hai là mình cắt ngắn luôn, tại vì nó bung lắm. Tức là mình cắt vừa này nó cứ lẫm chẩm ra. Nó những cái tóc này mình cắt vừa này thôi là nó ôm xuống rất là đẹp. Nhưng mà những cái tóc ôm này khuyết điểm nó gì không? Thường nó đi chung với tóc thưa, nó hói. Thì mình cũng đéo thích cái tóc này đâu, tại vì nó hay. Thường hợp mà chuyển về cái giai đoạn này lần quý rồi hói nè, bay mẹ gần hai bên rồi. Nên cái này mà nếu mà không có dưỡng đồ này kia thì là cái này không phải là tạm ứng đâu, mà chắc chắn luôn là sẽ bay màu luôn. Quay tay trong mồ hôi một kia đổ mặt mãn nguyện chứ em. Hả? Ngồi xuống ghế em. Mới đi quay tay đã đó, mặt mồ hôi một cái mặt mãn nguyện lắm kìa. Nhìn cười anh em mình cười mãn nguyện lắm. Khi mà cắt layer các bạn phải làm phải để ý một cái phần này nè. Tức là rất là nhiều cái tóc mình thấy ở cái mặt người đó rất là hợp layer dài. Đúng không? Nhưng các bạn phải nhìn cái tóc người ta nè, tại vì thí dụ cái phần bên này thì cắt thoải mái nè. Cái phần bên này nó thiếu như thế này đây. Anh em thấy nó thiếu không? Tới đây thì các bạn bắt buộc các bạn phải lấy cái phần ngắn nhất để mình làm chuẩn để mình cắt cái phần bên này, là phần ngắn này không được cắt nữa. Mình làm chuẩn để mình cắt phần bên kia. Chứ còn mà anh em mình cắt phần làm dài nói thôi tôi cắt dài đi, còn bên nó ngắn thì mình dưỡng ra. Lúc mà cắt xong làm sao mà coi được một bên nó dài bên nó ngắn vậy, ai mà coi được, bắt buộc anh em phải cắt nó đều lại. Còn lúc mà mình cắt mình phải tư vấn cho khách hàng, nếu khách hàng họ không chịu thì thôi, chứ anh em mình không được phép tự ý là mình đưa kéo vô mình phập ngắn liền nha. Tại ví dụ giống như mình thấy cái tóc này thật sự nó vẫn còn được, chứ một cái số tóc nó bên này nó hụt lên đến đây này, nó cắt xong là ngắn giữa trán luôn á. Nên khi mà mình cắt thì xong là nó ngắn cục quá, nó cũng không đẹp. Này số 2 kéo tỉa giống nhau vậy. Rồi anh nghĩ chắc có một thằng nào mất kéo tỉa rồi đây. Sao không có kéo cắt? Rồi xong. Thằng kia nó chôn lại cái kéo cắt què. Anh em cho cần mượn kéo cắt anh em ơi. Hai cái kéo tỉa giống nhau luôn là biết. Mà không có kéo cắt. Chắc là kéo cắt thằng kia rủ mà thấy mày lấy kéo tỉa của tao à, tao chôm luôn. Thôi không cần đâu, anh cần đéo gì kéo rồi. Chắc không được hết á. Rồi. Thì đầu tiên mình canh cái phần bên này nè. Canh của cái phần ngắn, anh em nhớ nha, canh phần ngắn. Và anh em mình sẽ lấy cái này. Cho nó đều, lấy khung cho nó đều. Nếu mà cắt như vậy mà xong thì anh em mình dễ lấy tiền quá ha. Khỏi tiếc thay rồi, xong kiểu này là ăn búa. Anh em mình phải cắt tiếp. Cái này gọi là gì đó, đúng đằng cưa. À, đúng đằng cưa nè.
cuộc sống này vẫn tươi đẹp sao, đúng không? Anh đang thấy không, khi mà mình giữ cái độ dài bên này để mình cắt cái phần bên này cho nó tương đối giống giống nhau, anh em không, cắt làm sao cho nó tương đối giống giống nhau tí thì nó mới đẹp. Rồi bắt đầu mình kiểm tra tầng, thì cái khung của những cái tóc này nè, tức là các bạn phải lưu ý cái tóc này là tóc họ bị hói, nên khi mà anh em mình bắt tầng á là cái phần ở chỗ này nè, anh em mình không có nâng để cắt giống như cái tóc bình thường của mình, tại vì nếu mà cân ngang tầng cắt là nó sẽ lòi cái lỗ, nếu mà cắt xong lòi lỗ trắng này mà lúc đó là anh em mình tai họa luôn nha. Nên đâm ra những cái người hói á, thì mình chỉ bắt cái lớp ở trên này và lớp ở giữa thôi, còn hai bên là mình tém tí, cắt khéo khéo thôi chứ không có được cắt giống như góc độ của tóc layer bình thường của mình, tại vì nó cần cái phần ở trên này để che nữa, anh em không? Chứ còn mà mình cắt luôn á, thì nó mất bà rồi, hói chết luôn á. Lát quay cái gì đó hậu ít là ghép cái nhạc một cõi đi về với anh nha Đức. Này như bằng hậu bắt cười quá. Lâu hạt bụi nào hóa kiếp thân ta này kia nữa. Lát 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 Đức còn hai nhưng anh Đức kêu đem đi em chụp hình cho hậu, anh cầm giùm em cái máy cho Canon rồi em chụp hình trực diện hậu. Lát nữa tin nhắn cho coi, phải anh Đức kêu anh cầm mấy Canon theo không, để chụp hình mấy anh em thợ mà chắc anh nghĩ dắt chụp hình hậu quá. Này, Trịnh Công Sơn nó tiên đoán. Rồi anh em ngồi thẳng. Rồi bắt đầu cái máy của mình khi mà mình đã cắt xong, anh em nhìn là tổng thể nè. Khi mà mình cắt như thế này á thì mình sẽ che được cái phần hói. Nhưng mà khi mà anh em nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Anh em thấy cái chỗ nào nó bị khuyết điểm? Bên nào? Đây hả? Hai bên này. Hai bên nào? Mà chỉ có bên này thôi nè. Bên này mình giữ nguyên mà mình không cắt đâu. Bên này nè. Anh em thấy nó bị dày không? Thì bắt đầu mình sẽ cắt tầng. Dày ở đây cái tóc này dày không phải là do nó bị ấy, mà do nó không có tầng. Anh em thấy không, cái thằng này nó rất là mất tự nhiên. Anh em thấy cái chùm này không, nó mất tự nhiên không, thì mình phải cắt nó lại nè, bắt dọc nó xuống, nâng lên ha, và cắt bớt đi đó, cho nó mềm mại lại. Bạn này là anh của con bé Ý á, anh của anh ruột cũng bé Ý á. Em rẻ em thằng ngồi góc kìa. Bữa trước anh mới chọc nó xong coi chừng đi tù á quý. Đi tù là điều không tránh khỏi rồi đúng không? Hồi xưa quý cạp con kia cũng nó chưa kiện chứ kiện cũng đi tù rồi. Xe lan chắc chưa đủ 18 đâu phải không? Đâu đâu. Sao già rồi. Này hả? Em lớn mấy bay. À nó lớn tuổi hơn em mà quên rồi. Em kiện ngược cái đó. Nhìn em cười nó đớt. Anh em thấy cách tỉa không? Nè, cái kéo nè. Tỉa cái này tóc nó rất là đẹp nha. Nhưng mà nếu tóc ít thôi, tóc nhiều thì đụng cứ bạ lên mà bữa chứ đụng có tỉa kiểu này tới Tết mới xong. Tóc uống là các bạn phải làm, lưu ý các bạn phải làm mỏng cái phần ngọn lại, chứ không thể nào mà để phần ngọn nó quá dày được. Phần ngọn nó mỏng thì cái uống của mình nó mới đẹp. Đức mới về quê với người yêu xong nè. Phan Đức vui không? Sao mà không vui ra được? Má nó đi từ ngày thứ bảy mà tới trưa chủ nhật về tới nhà. Đi Đắk Lắk luôn, đi một ngày rưỡi. Vậy chứ Đức chịu trà gớm lắm.
Mấy đây anh em à, anh có gia đình chưa anh? Không có gia đình em, chưa? Em à. Con em 2 tuổi. À, bằng bằng giờ bằng con em rồi. Những anh em có gia đình buồn đừng đừng nhắc tới chuyện này. Nghĩ nghĩ chỉ thèm thôi chứ cũng không làm gì được. Không phải thèm, mình là người đàn ông nó có gia đình, thương vợ. Cắt những cái dạng tóc như thế này á, anh em cắt thì nó rất là dễ, nhưng mà cắt để cho nó đẹp rất là khó. Các bạn cắt làm sao để nhìn vô cái tổng thể của nó, tức là mình chưa có keo quá, chưa có. Các bạn đừng có nhìn vào những cái tóc ở trên mạng, họ vuốt cả ký keo, họ xịt cả ký gôm, thậm chí họ vén cái tóc này, họ xịt sơn phun á, màu đen lên để cho mình nhìn giống người tóc không hói nữa. Chứ thật sự là họ không có xử lý được. Mà quan trọng nhất, cái hay của anh em mình á, là phải cắt làm sao để cho người ta không có keo quát gì hết, nhìn nó cũng phải dễ coi. Chứ cắt mà lúc nào phải có cả ký keo, cả ký quát vô thì cái đó đẹp thì chỉ đẹp ở tiệm thôi, chứ về nhà là banh hết. Rồi, và bây giờ sẽ tới cái phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó là uống con sơn. Này Cường sẽ làm chi tiết hết, tại vì thỉnh thoảng đôi lúc Cường hay để cho anh em làm, nhưng hôm nay Cường muốn tự làm để Cường chịu trách nhiệm hết cả cái đầu này cho anh em xem, để coi cái thành phẩm của con sâu nó hoàn thiện nó sẽ như thế nào, mới gọi là đầu, một cái đầu uống con sâu nó hoàn chỉnh, nên hiểu không? Hôm nay Cường sẽ làm cái đầu này luôn. Khăn sạch nha. Một, hai, ba. Nó đã từ cái áo tròn da rồi ta. Rồi, ok, chân rồi. Một, hai, ba, action. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Cường TV. Thì hôm nay Cường sẽ hướng dẫn cho mọi người uống chi tiết nhất về cái mái tóc uống con sâu này ha. Thì người ta còn gọi là uống giấy bạc á, mình nói theo tên thuần Việt cho nó dễ nghe. Thì đầu tiên mình dùng một cái chai thuốc uống 3 trong 1. 3 trong 1, tại vì sao phải dùng 3 trong 1? Tại vì mình không có tháo cái, nếu mà các bạn dùng cái loại thuốc uống bình thường á thì các bạn phải tháo nó ra để các bạn trả thuốc nó lại, dập thuốc số 2. Còn 3 trong 1 này là các bạn chơi một cái là ăn luôn ha. Cái mùi thuốc nhân sâm này thật sự mình cũng không hợp mùi nhân sâm lắm đâu, nhưng mà thật sự là không có cách nào hết. Tại vì mình tìm mấy loại kia rồi uống nó hiệu quả, nó không bằng cái loại này, nên mình quyết định là mình dùng loại này. Đầu tiên các bạn quét thuốc lên cái tóc mình đó, mà quét cách chân nha. Các bạn nào xem ở đây rồi mà chưa hiểu rõ thì có thể về lại để xem trên kênh YouTube của Quốc Cường TV nhé. Tại vì thật sự là xem trực tiếp thì vẫn nhắc lại câu cũ, nó cũng phải giá trị hơn là xem online. Chứ nếu mà xem online mà nó như không xem trực tiếp rồi thì đỡ tốn 20 triệu mất thời gian nữa. Đúng không mọi người? Các bạn chải ẩm ẩm ướt ướt lên một tí. Thí dụ mà các bạn quấn hết nửa đầu mà thấy nó bị khô lại thì các bạn phải chải lên thêm thuốc nhé. Tóc nó phải có thuốc, nó phải có độ ẩm thì nó mới quăng nó vô trục được. Ngày nào đi dạy mà trong lòng hơi buồn, buồn rười rượi anh em ạ. À, hai đứa học trò cưng của mình, một đứa thì có khả năng ở tù, một đứa thì có khả năng bị xiên. Hơi buồn. À, người thầy này lòng đau như cắt anh em ạ. Đúng không anh? Đúng không anh? Thằng sắp xếp ở tù, đủ thằng anh của nó thì con bé đó thì đủ mất cái trận nó nãy giờ.
Nãy giờ em có trợn nó không quý? Hả? Không có trợn ấy không? Nó còn nhỏ lắm, đừng trợn nó tội nghiệp em. Má, bà Trinh lên thấy cái mặt anh sợ quá, bà đi luôn. Chạy luôn. Anh đi kể với thằng nào mà để ra cớ sự này vậy hậu? Hả? Hả? Em đâu biết gì. Thằng đầu tiên em kể không phải đúng không? Má. Tiêu rồi. Hết người kể kể anh Thoại thì đụng nó chết mẹ rồi. Mấy ông như mà Thoại một nè, Cường là hai nè, đụng là hãy né cái mỏ ra. À. Em chưa biết gì hết. Em có em nói là em chưa biết vụ gì hết á. Rồi. Lấy cái ghế này nè cho thím ngồi kìa nè. Bây giờ là các bạn nhìn nè, anh em cần cuốn ngang qua. Cái chiếc xe đẩy luôn luôn để phía tay phải của mình nha. Anh em lấy một cái tép vừa phải thôi. Tức là mình không nên lấy cái tép nó quá to mà cũng không nên lấy quá nhỏ, nếu mà tóc mỏng thì mình lấy nó tép nó to tí ha. Kéo nó ra. Và má mấy cái giấy cắt to như vậy anh em. To quá nó khó quấn chứ không phải là nó dễ quấn đâu. Má đâu hôm nay khó làm quá ta, run. Thương cảm cho hai người học trò. Anh em mình quấn xiết nó lại nè, cầm cái tay ở dưới chân nha, rồi xiết nó lại. Rồi. Xiết cho chặt lên, thế là xong một ống. Rồi tiếp tục anh em mình cứ như thế và làm tới. Cái này là phải để sát chân, thật sát chân. Nhưng mà thay vào thì mình gấp thì mình bóp nó lại. Các bạn nhớ bóp bóp nó lại luôn. Anh làm nha, không cười về em hết nha hậu, đừng nhìn anh nha. Rem lock rồi cho nó hơi cháy cháy tí nó mới đẹp. Rồi tóc nó khô á. Chứ còn mà nó khỏe quá nó không đẹp, nó phải khôi khô quéo. Đường là anh cũng cào trọc mà ăn thua gì. Không, anh có kinh nghiệm cào trọc 2-3 mùa rồi. Anh em thấy cái cần chia không? Tức là chia theo tép ngang. Các bạn nhìn nha, chia theo tép ngang nha. Anh là cái người đó hả? Anh nhắn tin cho em bên Zalo không? Em nhìn không ra anh. Đây, để lên đó nhìn mặt giang hồ quá mà nhìn ngoài mặt ha. Có người mình có cái đầu tóc nó nhìn nó hiền quá nhìn không ra. Đúng rồi, anh phải đi đòi nợ thuê anh. Không, anh chỉ giờ anh chỉ làm nhiệm vụ bảo kê chân hậu giúp em mới là được rồi. Chúc mừng hậu tư giả cõi hồng trần sớm. Thương hậu quá. Má nhìn nhân hậu mình nhìn hoặc hậu muốn khóc luôn á. Tối này chắc thương hậu mà ngủ không được luôn. Thoại á là đóng vai gì ta? À hồi nãy mới nói bài gì ta? Vương Ca Nương đúng không? Vương Ca Nương.
Em vô tội, em không biết gì hết. Do chùi vô em ấy, cho cái miệng em bép xép lắm á. Hậu nhà lát ra chơi lộn chùi cho anh đi nha Hậu, cho cái miệng anh bép xép lắm á. Một cái đồ này anh em mình quấn khoảng tầm 15 phút tới 20 phút là đẹp nhé. Cường bây giờ Cường sẽ làm nhanh hơn tí xíu nha, làm cho anh em xem á. Quấn siết thì phải chặt vô, càng chặt thì cái sóng tóc nó càng quăng, và thời gian sau khi quấn xong á nó lưu thuốc khoảng tầm 45 phút nhé. Tóc mà nó càng dày thì anh em bắt tóc càng, cái tép tóc nó càng nhỏ lại nhé. Tóc nó mỏng thì anh em bắt cái tép nó to to tí cũng được, tại vì gom tóc lại thì nó cũng chừng đó à. Cái tóc này thì mình đã vừa quấn trục xong, anh em thấy không? Và bây giờ mình sẽ lưu cái tóc này trong khoảng thời gian khoảng 45 phút. Và sau đó mình sẽ tiến hành xả sạch, sấy khô và xong kết quả. Và các bạn đợi mình 45 phút nha. Mình đợi 45 phút cho các bạn đợi có mấy giây thôi. Bye bye. Đây là một mái tóc khi mà mình đã làm xong, mình làm độ gợn nhẹ thôi. Nếu các bạn muốn để lâu thì các bạn ngâm thời gian thuốc nó lâu hơn một tí xíu, khoảng 1 tiếng cũng được. Và để cái này khô hoàn toàn, không có tàu kiểu, không có gì hết. Còn ví dụ mà các bạn mà muốn có cái bình xịt nước nữa anh em. Xịt nước chứ không phải thuốc. Bình xịt nước anh em có thể làm cái sóng này cho nó gợn hơn, thì anh em có thể dùng một cái ít quát mà dạng như là dạng gel á. Anh em xoa vào tay và bóp bóp lên thì những cái sóng tóc nó bết bết lại với nhau, thì nó cũng sẽ tạo ra cái đẹp riêng của cái mái tóc này. Đây ha, anh em thấy rõ không? Nha. Và mình xin kết thúc cái phần này, sẽ tới bài kế tiếp. Rồi, bye bye mọi người. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Quốc Cường TV.